Nè, lát bà có đưa bà Trúc đi không? Thôi, tôi nghĩ có vợ chồng Tùng là được rồi. Đi đông người chỉ cho dưới tay dưới chân. Tôi thấy sao sao đó bà Cúc à. Lành ít, giữ nhiều. Để bà qua bển làm dâu á, thấy có gì không ổn đó. Gì mà không ổn gì sao sao. Trời ơi, bà đi tôi nói thiệt với bà nghe, tôi nhẹ hai cái lỗ tai. Bây giờ mới nghĩ bà đi bước ra khỏi là tôi thấy cái lỗ tai tôi nó thông thoáng, không có ai kè lèm bèm, hiểu chưa? Bà dạ xuống kìa, bà xuống kìa. Bà đi luôn hôm nay hả? Xong hết rồi thì đi luôn. Nè, tôi đi rồi đó, hai bà ở nhà nhớ coi chừng dặn dò nhắc nhở hai đứa nhỏ ăn uống ngủ nghỉ cho đúng giờ nha không. Rồi mỗi tuần á, mấy cái vụ làm vệ sinh nhà cửa nè, rồi đóng tiền điện tiền nước là hai bà nhớ đừng có để người ta cúp à. Trời đất ơi, bà làm như của mình, bà làm mẹ cái nhà này, còn hai người này làm mẹ nữa làm chi. Ồ ôi, yên tâm đi đi, có tụi tôi lo hết trơn rồi. Đúng rồi đó, mẹ yên tâm đi, ở nhà còn có con mà, con sẽ phụ mẹ cúp với mẹ Mai quán xuyến nhà cửa cho. Nè, về làm dâu ở bển đó, nếu mà có cái gì mà khó khăn đó, nhớ là báo cho tụi tôi liền nghe chưa. Chị cười. Trời ơi, bà Mai bà dặn bà Trúc giống như là bà Trúc là con gái lần đầu tiên đi gả chồng đi xa, dặn có gì khó khăn gọi điện cho mẹ nghe. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Tôi á, tôi nghĩ là bà Trúc ở bển là bà sẽ thâu tóm cái nhà ở bển, bà là cầm quyền. Thôi, yên đi. Tâm đi. Tôi đi là tôi nhớ hai bà, tôi lo cho hai bà, nhớ giữ gìn sức khỏe nha không. Trong người mà có cái gì cái là gọi điện hỏi tôi á. Rồi, ở bển cũng vậy ha. Tôi đi á. Nhà ở bển đây gần xịt, gì xẹt quá. Đúng rồi đó, mẹ cũng nói đúng á, mẹ đi cẩn thận nha. Tôi đi á. Không có bệnh rịnh nghe. Ôi, như vợ em tới kìa anh hai ơi. Bà xã, mấy chuyện này để anh làm cho. Ngày đầu tiên em mới về đây à, lên lầu nghỉ ngơi đi. Ôi, để đó em làm cho được mà. Tôi nói nghe nè, thêm bà giám đốc à, để tụi tôi phụ đi thêm bà. Lát cái bữa cơm ăn nó mới đề quề vui vẻ. Dạ anh hai ơi, để đó em làm cho. Mấy anh hai nè với hai chú cháu cứ lên trên nhà trên ngồi coi tivi đi. Mấy cái chuyện bếp nút này em làm hoài ha. Với lại bữa nay á là em sẽ đãi nhà mình một bữa ăn cho nó thịnh soạn tương tất. Kỷ niệm ngày đầu tiên em về làm dâu nhà mình mà anh hai. Dạ. Kỷ niệm ngày đầu tiên về làm dâu phải không? Dạ. Vậy là lát cả nhà mình được ăn những cái món Cường làm rất là ngon. Ngay lúc con chưa ăn gì hôm nay ăn đồ ăn ngon đã luôn. Hỏi ý của bà xã của chú nói vậy rồi thì hai cha con lên nhà trên nghỉ ngơi đi. Dạ, lên coi TV đi. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Dạ. Đi ba. Nay nhà cô sống thì cô. Từ từ thưởng thức. Rồi anh nữa, anh cũng đi lên đi. Không để anh phụ lặt rau cho. Thôi em nói em làm được mà. Anh chỉ muốn giúp đỡ em thôi mà. Anh vậy là không tin tưởng em đúng không? Anh muốn giúp đỡ á thì ngày mai, ngày mốt chị giúp cũng được. Còn bữa nay á, ngày đầu tiên phải để cho em có cơ hội thể hiện chứ. Được không? Được. Một mình em làm ha. Được, em làm được mà. Đi đi ông xã. Cái gì vậy? Dạ không có gì đâu anh. Rớt cho dầu ăn thôi hả? Đi lên đi, em làm được. Không mà. Được. Bà con này cái mùi gì không? Mùi gì đâu mày? Mùi ở trong ra đây chứ không phải mùi từ trên xuống. Mùi kỳ kỳ đó, không nghe hả? Chết rồi, ghét rồi. Chết rồi, sao giờ? Vô coi đi. Mày lên chứ, mày lên kia đi.
Em ơi, hả? Anh nói buồn quá, có gì cho anh phụ mấy cái lặt vặt được rồi. Dạ không có gì phụ anh. Anh nó bụng hả? Chưa đói mà. Hồi nãy anh chưa đói đúng không? Bây giờ á anh đưa anh hai với cháu qua quán cà phê. Quán cà phê kế bên nhà nè. Uống cà phê, ba người đàn ông tâm sự với nhau đi ha. Chừng nào ở đây em nấu xong rồi, em nó có cơm rồi em gọi về. Không mà nãy anh trên trển nghe cái mùi gì lạ lắm. Không đâu có gì đâu anh. Anh đi đi, để em tập trung em mới nấu được nha. Tập trung em mới nấu được. Đi đi anh, đi đi anh. Chừng nào em kêu rồi hẳn về nha. Dạ đi 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 đi. Bà xã. Dạ. Cơm canh xong hết rồi hả? Dạ xong rồi anh. Ủa anh hai đâu? Lên mời ba xuống. Dạ, nãy có ngoài chú cũng kêu luôn. Lên lên mời ba xuống ăn cơm dạ. Con. Ba ơi xuống cơm ơi. Để em dọn cho. Dạ mời anh hai xuống ăn cơm. Trời. Bốn chén nước mắm. Ồ. Quá dữ luôn, thiệt chu đáo rồi đó. Bây giờ nhà mình chưa bao giờ mà có nước chấm nhiều như vậy, chắc ăn cái món gì hay lắm á. Dạ. Này ngồi này. Chà. Cái nước mắm chua ngọt kiểu này thấy hấp dẫn dữ à nha. Qua xuống ngủ thím mày. Không cần đâu, không cần đâu, để đó để thím bưng lên cho con. Ủa. Được được không thím ba? Dạ mời cả nhà ăn cơm. Rồi, cơm tắm. Dạ mời anh hai. Ô ô mà. Ủa. Wow. Thím bà giám đốc. Tất cả cái này là một mình thím làm á hả? Có một miếng mỡ hành đó là tuyệt vời ha. Nãy quên xin. Cơm mà nhà làm mà, cơm nhà làm. Nước mắm nhà làm luôn nè. Dạ. Thôi vậy nè, em làm cái này cực lắm, trời ơi. Công sức đâu chịu nổi, làm 4 dĩa rồi 4 chén nước mắm gì. Tốn thời gian lắm, mai mốt em chỉ tập trung vô chuyện ở trong bệnh viện thôi. Còn mấy chuyện vặt vảnh nhỏ nhặt này để nhà khoa lo cho. Vậy thím cảm ơn con ha. Mai mốt có gì con phụ thím. Rồi hôm nào thím rảnh á, thím sẽ xuống bếp nấu ăn cho cả gia đình mình. Thím đã nói vậy rồi, con hiểu rồi đó. Mấy này dễ dàng chạy ra chợ mua cái rột rồi có. Mua đồ ăn về làm cái rột rồi xong. Dạ. Cảm ơn con. Dạ không có gì. Dạ. Thím ba, hồi sáng mai tới giờ có ai gửi cái thư gì tới nhà mình cho tôi không? Dạ, dạ em không thấy thư gì hết trơn á anh hai. Cái thư ở bên hội khảo cổ á, đấu giá đồ cổ á. Anh, em nghĩ á, nhiều khi á là danh sách khách mời nó sàng lọc. Nhiều khi phút chót á là anh bị lọc ra rồi á. Tại cái món hàng anh không có giá trị nên người ta lọc ra. Đồ tào lao. Người ta đã gửi mail cho tôi là lâu lắm rồi, biết chưa? Còn gửi thư á là hình thức thôi. Nè, mail nè. Bày đặt thôi ăn đi. Mở miệng ra nói toàn là gì đâu không à. Thím ba, thím ba. Gì con? Mình lau ngoài sạch rồi mình mở rồi mình lau trong luôn cho nó sạch luôn thím ba. Thím ba quên. Cảm ơn con nhắc nhở nha. Lau kỳ kỳ rồi mạnh tay cho nó bay mấy cái bụi rồi đi nha thím ba. Dạ. Tại thím ba thấy mấy cái đồ cổ của ba con rồi, cái nhiều khi thím ba cũng ngại không có muốn đụng vô, sợ ba con la. Thôi, thím ba nói vậy đâu có được. Thím ba phải lau đi, lau ba con mới vui. Đồ cổ mà quý mà nhiều khi bụi nó bám á. Dạ. Rồi rồi, thím ba biết rồi, mai mốt thím ba lau luôn ở trong ha. Dạ. Đó giờ toàn lau ngoài không à. À cái gì vậy Khoa? Hả? Trời ơi, tôi chết rồi. Cái gì vậy Khoa? Chú nghe có cái gì đổ vỡ vậy? Con quá bất ngờ chú ba ạ. Cái gì vậy?
bể cái gì phải không? Sao em bất cẩn vậy? Không phải, em đâu có làm gì đâu bất cẩn. Tự nhiên em cầm lên cái sao bể à? Cái bình quý của anh hai, cái bình quý của anh hai bể rồi. Trời ơi, trời ơi. Em làm sao vậy anh hai? Trời đất ơi, Khoa, con làm phải không? Con bất cẩn phải không? Anh hai ơi, em đang cầm mà. Em làm bể mà em không có cố ý. Em mở ra em chủ yếu em muốn lau cho sạch cho anh hai thôi à. Cái nó rớt xuống nó bể. Trời ơi. Để em bồi thường cái khác cho anh hai nha. Trời ơi, thường cái gì? Bây giờ thím có thường bằng tiền thì cái bình nó đâu có lành lặn lại được đâu. Mà em không có cố ý anh hai. Cái bình này là bình cổ, bình xưa, khó khăn lắm tôi mới sở hữu được nó. Tôi tính vài bữa nữa là tôi đem đi đấu xảo. Ai có về, trời ơi. Anh ơi em xin lỗi mà, để giờ em cũng biết làm sao nữa, em không có cố ý anh hai. Anh hai à, anh hai, thật ra cái bình này á là không phải do vợ em làm bể mà do em làm bể đó. À, anh nói gì vậy anh? Do em với thằng Khoa làm bể đó anh hai, chứ không phải vợ em làm. Trời ơi, chú ba trời. Bây giờ phải nói đi. Thật ra là cái bình này kìa hởm, em với thằng Khoa tính chụp hình lại đăng lên mạng coi giá trị thế nào, thì vô tình sơ ý làm bể. Em với thằng Khoa làm chứ không phải vợ em làm. À, thì ra tụi bay làm bể. Xong xuôi tụi bay lấy keo tụi bay dán lại, bay để vô chỗ cũ. Tụi bay trốn tội phải không? Không phải, tức quá đáng lắm mà. Mà mánh khóe là của chú ba đó, chú mày ba đánh. Thiệt mà. Trời ơi, chú cháu mày đúng là gian dối mà. Tao thiệt thất vọng với chú cháu tụi mày quá. Em chỉ dán lại thôi, còn đổ thừa là mày. Đổ thừa cái gì hả? Anh làm gì kỳ vậy anh? Đang đi là chốt lọt rồi, tự nhiên chú ba khui ra hết chi vậy? Giờ em mới thấy người ta nói đúng á, phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Trời, em nói vậy làm anh ái nái quá. Sao vậy? Sao tự nhiên ái nái? Thì anh xin lỗi em, cũng tại anh khùng khùng là hùa theo thằng Khoa gài bẫy em. Em nói vậy làm anh không dám nhìn mặt em luôn á. Thôi, chuyện nó qua rồi, anh nhắc lại làm gì nữa. Thật ra em cũng có chuyện xin lỗi anh nè. Ừ, em có làm chuyện gì đâu có lỗi. Tối qua đó, tại vì em ham vui ngồi nói chuyện với bà Cúc với bà Mai, làm cho cả nhà mất cái nhà hứng rồi coi đá banh. Có gì đâu, thì lâu lâu cánh đàn ông nhường phụ nữ chút xíu mà. Miễn sao em vui là anh vui rồi.